Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. BMW H4, các bạn nâng cấp phá vỡ giới hạn của định nghĩa Superbike. BMW H4 là cái chiếc siêu phẩm Superbike giới hạn được hãng BMW Motorrad chào sân phân khối lớn với một cái diện mạo cùng với cái sức mạnh hoàn hảo, không thua kém bất kỳ thủ nào trong cùng một khúc hiện nay. Tuy đã bị ngừng sản xuất vì số lượng giới hạn, nhưng nó vẫn là niềm mơ ước và khao khát quyền lực khi sở hữu không ít những bike cơ hiện nay. Khi cái mẫu H4 này mà chúng tôi nó đến qua cái xưởng độ của BB Steep Racing trở nên hoàn hảo ngoài cái sức tưởng tượng, và hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng cái dung nhan của chú cá mập đặc biệt này trong clip hôm nay. Đầu tiên sẽ kể đến cái phần phụ tùng hàng khủng được cấp phép cho cái chiếc siêu phẩm độ này, đó chính là cái bộ áo đấu Coil Spec dành riêng cho những cái giải đua lớn, nâng cấp cái diện mạo bản độ lên một cái tầm cao mới hơn. Dàn chân trước được ủy thác với cái bộ mâm bắc Chesney hợp kim ma nhê, hệ thống keo Holim cao cấp, phanh trước của Brembo Nikkei Bubis dầu S bấm đầu kết hợp cùng các dầu Sabus, hút gió carbon, các chén phục CNC kết hợp hoàn hảo cùng với các chiếc áo đấu Coil Spec là cái bộ phụ kiện full carbon thương hiệu của Inberger đình đám hiện nay. Thân sau là cái sức hút không thể kém cạnh khi trang bị một cái dàn ống xả Anovis Carbon Full System cùng với bộ khoang sau Rainbow Bedis 2 bit tới xứng cái dòng S ngắt dầu Sabus. Ngoài ra cái bộ cấp nhôm phía sau đã được tùy chỉnh với thiết kế chữ A ngược đem lại cái hiệu sức cao dành cho đường đua. Và giá của chiếc BMW H4 2014 rơi vào tầm 20.525 USD, tương đương là 478 triệu Việt Nam đồng tại thị trường Mỹ. Huyền thoại hai thì Kawasaki Kip 110 trong bản độ là cực chất đến từ Thái Lan. Nói về đất nước Thái Lan trong cái việc độ xe thì có lẽ ai cũng phải nghĩ đến ngay những chiếc xe được độ phá cách. Ngoài phong cách là nhiều màu sắc sặc sỡ thì biker Thái còn nổi tiếng trong việc độ lại những dòng xe gần như là tuyệt chủng. Điển hình là chiếc Kawasaki 110 dưới đây. Phần chủ đạo cho dàn ghi đông xe tập hợp những đầy đủ các món ăn chơi, cái cụm tăng tốc cào cào Taycan CRCCB, cụm công tắc đồ chơi kèm đó là tay thắng của Rainbow Bridge, cái cụm nồi zin đã được giữ nguyên thủy bởi đầy đủ những chức năng, cận cảnh Taycan CRCCB, cái cụm tăng tốc đồ chơi kết hợp cùng vaccine cũng khá tiện lợi. Tay thắng của Rainbow Bridge kết hợp hài hòa chiếc bình dầu đồ chơi Alien trong suốt. Cái cụm tăng cào cào cùng với dây ga Thái cho hành trình đi ga rút ngắn hơn và hỗ trợ cho việc bứt phá nhanh hơn. Việc sử dụng cái heo của Rainbow Bridge với logo Rainbow màu đỏ đặc trưng tạo cái điểm nhấn, nhưng không bao giờ giúp cho xe rất an toàn hơn rất nhiều khi phanh gấp. Cái đĩa thắng của Carbon cũng khá đẹp, kết hợp cùng với tán đĩa 7 màu Titan. Phát heo được CNC cũng khá hài hòa. Cái cụm thắng sau được trang bị heo Rainbow Bridge kết hợp cùng ngắt dầu và phát giữ dầu Active. Việc trang bị niềng nhôm bản nhỏ đặc trưng thường thấy cho những chiếc xe độ Thái Lan. Dàn chân nhớ gọn giúp giảm đi trọng lượng cho chiếc xe yêu rất nhiều. Cái khối động cơ hai thì với trái tim là cực kỳ khỏe mạnh. Một chiếc Kawasaki Kip có thể cho hơn 30 mã lực nếu can thiệp vào phần động cơ, còn một con số mà những hữu khác phải e dè nếu muốn so kè cùng với nó. Hệ thống ống xả hai thì DBS Carbon, cái họng của Titan kết hợp cùng với Turbo Titanium cho cái màu sắc là sặc sỡ, nó bật, âm thanh thì xé tan mặt đêm. Gấp nhôm sao siêu nhẹ đến từ của Lumium chắc rất nổi tiếng từ nước Thái Lan. Nhôm sinh điểm 7 ly siêu nhẹ thực sự tạo một điểm nhấn nhẹ cho cái dàn chân mỏng manh này. Nếu cầm cương con xe này, các bạn có dám hết tốc độ cho em nó không? Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này hay là clip tiếp, nhớ like, share, subscribe.